Của tông đồ Tôma thật cảm động. Đó là sự thay đổi tận thẳm sâu của tâm hồn, bởi vì trước đó ông đã không ở cùng với anh em khi Chúa Giêsu hiện ra trong ngày lễ phục sinh. Dù các tông đồ khác đã từng báo, nhưng ông không tin, và không những thế lại còn như thách thức: nếu tôi không được nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không được thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không được thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. Các nhà tu đức học cắt nghĩa thì rất là đẹp. Không phải Tôma không tin việc thầy mình sống lại, cho bằng ông muốn được nhìn thấy, cảm nhận, động chạm, mà nhất là chạm tới trái tim, là cảm nhận tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho chính ông nữa. Để có thể trở nên một chứng nhân của thầy và để làm chứng cho tin mừng từ nạn phục sinh của thầy, dù phải đối diện với những khó khăn, thử thách, bách hại, kể cả chịu chết vì thầy, thì ông cũng muốn như các tông đồ khác nhìn thấy thầy và động chạm vào người thầy mà mình kính yêu. Chúa Giêsu Kitô phục sinh trong tình yêu thương đã chấp nhận lời đề nghị tha thiết này của Tôma. Nhưng với Đức Giáo Hoàng cách đây gần một tiếng, trong bài giảng tại Roma, Ngài đã nói rất rõ: cũng như Phêrô thì Tôma và các môn đệ khác đã chết về tâm hồn khi đối diện với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng anh em người ta vẫn ở với nhau. Còn Tôma có lẽ trong sự tính toán riêng của mình, của sự sợ hãi, của cái tôi của mình mà không ở cùng anh em. Và ông chỉ được phục sinh khi Chúa Giêsu đã đến để thông ban sự bình an cho các môn đệ, phục sinh tâm hồn của các ông và phục sinh tâm hồn của Tôma nữa. Như vậy, khi hiện ra với các môn đệ trong ngày 8 ngày sau, là ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh hôm nay, thì Chúa Giêsu đã mời gọi Tôma và trông được chạm vào những vết tại chân tay của thầy và cạnh sườn thầy, nơi ông có thể chạm tới trái tim đầy tình thương xót của Ngài, để ông có thể thốt lên trong xúc cảm tin tưởng, yêu mến và thờ lạy: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đây là tuyên xưng của Tôma, nhưng là lời tuyên xưng của Hội Thánh và tuyên xưng của mỗi người chúng ta. Để qua dòng lịch sử của thời gian, xuyên qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, con thuyền giáo hội mà Đức Kitô là đầu vẫn đi giữa cuộc sống, và để tuyên xưng một mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của lòng Chúa xót thương, Đức Kitô tử nạn đã phục sinh. Alleluia. Một điều đặc biệt khi chúng ta đọc lại bài sách Tông đồ Công vụ, chúng ta khám phá ra rằng lòng Chúa thương xót là một điều gì đó có thể chạm tới được. Quả thật, hình ảnh của các tín hữu vây quanh các tông đồ để học hỏi giáo lý, thông hiệp với tình huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Họ bày tỏ sự hiệp nhất và niềm vui trong tình yêu thương, nhất trí với nhau, dám đem của cải riêng của mình, của gia đình mình thành của chung, để nói lên niềm xác tín chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang thay đổi chính cuộc đời của họ. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đã trao tặng, mà giờ đây chính họ, các Kitô hữu đầu tiên, là những người đã chạm tới, đã cảm nếm, đã đón nhận và trở thành chứng nhân của lòng Chúa xót thương. Giờ đây họ thực thi lòng thương xót ấy đối với mọi người. Quả vậy, trước đây họ đã từng là những người nhút nhát vì sợ người Do Thái biệt phái. Thế mà giờ đây họ có thể hợp nhất với nhau trong tin yêu, vui vẻ đơn sơ tại gia đình hay tại những nơi được quy tụ để cử hành hy tế tạ ơn. Chính lòng thương xót của Chúa nơi Đức Giêsu Kitô phục sinh đã làm nên sức mạnh, sự hiệp nhất, nối kết, yêu thương
để trở nên dấu chỉ đức tin mà các Kitô hữu đầu tiên đã can đảm chọn lựa, dù cuộc đời còn đó bao thách đố, kể cả ngăn cản sống niềm tin vào Đức Giêsu Kitô tử nạn phục sinh. Sách Tông đồ Công vụ đã viết: họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân yêu mến. Sức mạnh Thánh Thần của Thiên Chúa đang nâng đỡ và giúp cộng đoàn tín hữu cảm nhận một niềm vui thật lớn lao. Đó chính là sự cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người. Và chính tình yêu và lòng thương xót đó giúp họ nên mạnh mẽ, can đảm và vui mừng hy vọng. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, tức cách đây đúng 20 năm, Đức Giáo Hoàng John Paul II, mà sau này giáo hội đã tôn vinh Ngài là Thánh Giáo Hoàng John Paul II, đã thiết lập lễ kính lòng thương xót trong toàn thể hội thánh mừng vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh, như chính Chúa Giêsu đã nhắn nhủ với Thánh Nữ Faustina: từ sâu thẳm nhân từ của ta, ta muốn lễ lòng Chúa thương xót này được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Nhân loại sẽ không có hòa bình nếu không đến với mạch nguồn thương xót của ta. Ý nghĩa lịch sử lễ lòng Chúa thương xót bắt nguồn từ một nữ tu ở Ba Lan tên là Faustina Kostwanska. Chị sinh năm 1905 và mất năm 1938. Là một nữ tu rất bình thường, âm thầm làm những việc nhỏ mọn ở nhà cũng như ở trong tu viện. Nhưng chị đã được Đức Giêsu hiện ra để mặc khải cho chị về lòng thương xót. Qua cuộc sống khiêm tốn ẩn dật của một người nữ tu, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ tất cả mọi người chúng ta rằng, dù tầm thường, dù yếu đuối, dù tội lỗi, nhưng một khi ý thức và cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, chính mỗi người chúng ta sẽ trở nên phi thường. Chúng ta chắc chắn không quên bức ảnh lòng Chúa thương xót, tay phải Đức Giêsu giơ lên như ban phúc lành, tay trái chỉ vào trái tim của mình. Từ trái tim phát ra hai luồng sáng, luồng ánh sáng trắng chỉ nước cạnh lương long của Chúa tha thứ tội lỗi cho con người. Luồng ánh sáng đỏ chỉ máu của Chúa Giêsu để nuôi dưỡng thánh hóa con người, kèm theo dòng chữ: lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Chúa Giêsu đã nói với chị Faustina: cha mong bức ảnh này được tôn kính trước hết tại nhà nguyện đường của con, sau đó khắp nơi trên thế giới. Cha hứa là linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho linh hồn thắng được các kẻ thù ngay khi còn sống trên thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính cha sẽ bảo vệ linh hồn ấy như là bảo vệ vinh quang của riêng cha. Bức ảnh này đã được nữ tu Faustina giới thiệu và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã cổ vũ để mọi người khi nhìn vào bức ảnh này gợi nhớ cảm nghiệm rằng Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta đến độ chết trên thập giá, với trái tim bị đâm thâu đã chảy ra như giọt nước và máu, giọt máu cuối cùng. Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, có lẽ chúng ta chưa cảm nghiệm lòng thương xót thực sự. Vì Đức Giêsu đã sống lại để mọi người chúng ta hiểu rằng tình thương xót vô bờ của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở việc tha thứ tội lỗi cho mọi người, giúp cho con người được nuôi bằng mình và máu người, mà còn ban cho mỗi người chúng ta khi gắn bó với đấng phục sinh, được thúc đẩy bởi cùng một thần khí tình yêu của người, để biến đổi từ thân phận con người trở thành con Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ tiệc ly thứ năm tuần thánh 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn vinh 109 linh mục ở Ý đã chết vì COVID-19. Cho đến ngày hôm qua thì được tính là 111 vị. Ngài nói đó là những vị thánh bên cạnh chúng ta. Báo Avvenire, tờ báo chính thức của Hội đồng Giám mục Ý, đã xác định một số đặc điểm chung của các linh mục đã chết như sau. Hầu hết các linh mục đã chết do nhiễm virus corona là vì các ngài vẫn ở giữa mọi người thay vì tự cứu chính mình. Các ngài cố gắng ở lại lâu dài với đàn chiên
để phục vụ như những người gìn giữ các ký ức được chia sẻ. Đó là một sự tham dự vào dòng chảy của chứng tá và các giá trị qua muôn thế hệ. Sự hiện diện của các vị mục tử thật quý giá và không thể thiếu. Các tín hữu khám phá ra điều đó đặc biệt trong hoàn cảnh bị cách ly, và khi cái chết đã cướp đi khỏi họ, những vị mục tử luôn chân tình, gần gũi và sẵn sàng hiến thân vì họ. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ, kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay rất giống các môn đệ đầu tiên. Chúng ta cũng như các ngài, sống trong bầu khí đau thương và bất an. Ngài liệt kê những hậu quả mà nhiều người đang sống, những người bị cô lập, những người bị cách ly, những người già cô đơn, những người phải nằm viện và những người đang phải điều trị. Như ông bố bà mẹ đang thấy mình không thể nuôi con cái vì không có tiền lương. Những người ở tuyến đầu chống dịch đã kiệt sức vì công việc quá tải. Đức Giáo Hoàng nói, nhiều người ngày nay đang mang dầu thơm, mang sự sức dầu của việc đồng trách nhiệm cho người khác. Họ đang phục vụ chăm sóc Chúa trong anh chị em của họ. Chúng ta hướng đến họ với niềm cảm kích và tri ân. Những người đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo đảm những nhu cầu thiết yếu cho đời sống xã hội, cho sự ổn định, và đang góp phần giải quyết những khó khăn và đau khổ của tha nhân. Chắc quý ông bà, anh chị em hiểu ý nghĩa khi Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lời cảm ơn và tôn vinh các vị mục tử đã dấn thân và hiến mình cho tình yêu với bổn phận nên gọi của mình, cũng như những người khác trong cộng đồng xã hội, giúp đem lại sự ổn định đời sống của mọi nước trong cơn đại dịch COVID-19 này. Trong cuộc sống, nhiều khi chính chúng ta phải chọn lựa và quyết định. Có những quyết định làm thay đổi giá trị cuộc đời mình. Có những quyết định làm chúng ta xa Chúa và tha nhân. Nhưng có những quyết định làm chúng ta trở nên dấu chỉ của tình yêu, tin tưởng và phó thác, như lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ước gì mỗi người chúng ta khám phá và đón nhận món quà tình thương của Chúa là món quà tình yêu thương, món quà của lòng Chúa thương xót, như lời Đấng Phục Sinh đã chúc lành cho chúng ta khi Ngài phán: phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi khi Ngài nhắc lại Chúa Giêsu đã từng hiện ra với nữ tu Faustina. Và có lần kia Ngài nói: con chưa dâng cho ta tất cả những gì mà con có. Nữ tu Faustina ngạc nhiên, không biết mình còn thiếu điều gì không dâng cho Chúa. Chúa đã phán cùng nữ tu Faustina: con còn chưa dâng cho cha sự đau khổ của con, lầm lỗi của con và yếu đuối của con, cũng như của nhân loại, để qua đó ta sẽ trao ban sự tha thứ, tình yêu thương và lòng thương xót. Ước gì mỗi người chúng ta khám phá và đón nhận món quà của lòng thương xót Chúa, món quà của tình yêu, món quà của tình thương, như lời của Đấng Phục Sinh đã chúc lành cho chúng ta khi Ngài phán: khi phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin cho chúng ta bằng đức tin được chúc phúc đó, cảm nhận được tình yêu hiến dâng đến tận cùng của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta. Chính tình yêu này thôi thúc và giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình trong tin tưởng, yêu mến, phụng thờ và trở nên chứng tá cho tin mừng tình yêu của Chúa cho mỗi phút giây của cuộc đời chúng ta. Nguyện xin tình yêu và phúc lành của lòng thương xót Chúa ban muôn ơn cho tất cả quý ông bà, anh chị em, sức khỏe, niềm vui, nghị lực, bình an và hạnh phúc. Amen. Trong tâm tình đó, xin mời cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kính.
Phật, từ sinh ra mà không phải được tạo thân, đồng bán thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thân, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Người quang phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để con sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Ta, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và ông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.